sai lầm cơ bản suýt nữa thổi bay 5 triệu thi IELTS của mình. Bạn thử tưởng tượng bước vào phòng thi IELTS với kỳ vọng là 8.0 IELTS overall nhưng mà lại sai ngay trong 2 đến 3 câu đầu tiên thì nó sẽ áp lực như thế nào? Mình xin trả lời luôn là nó cực kỳ áp lực luôn, và nó là câu chuyện thật đã từng xảy ra với mình. Thì bây giờ mình chia sẻ câu chuyện này để các bạn đừng ai mắc những cái lỗi ngớ ngẩn như mình. Chuyện là hồi tháng 1 thì mình có thi IELTS, và trước đấy thì mình chỉ có đủ thời gian để làm đề trong quyển K16 và K17. Do vậy nên là mình cũng expect được là đề nó sẽ có cái format tương đương. Và format tương đương ở đây chính là phần listening thì part 1 nó sẽ không hỏi về số, điền chữ, điền tên nữa. Tuy nhiên mình lại quên mất một điều là IELTS thì họ lại có cái ngân hàng đề gồm có đề cũ và đề mới. Và đề cũ thì họ vẫn hỏi những cái thông tin đấy, và cái đề của mình thì lại có một trong những cái thông tin đấy. Tất nhiên là nó cũng không có vấn đề gì đâu, nếu như mà đến cái phần điền tên thì mình nhìn vào cái bàn phím và chẳng may mình gõ sai một chữ, và khi mình gõ sai đấy thì mình ấn nút xóa, và ấn nút xóa xong thì mình tìm đến cái chữ đúng thì họ đã đọc sai đến câu sau rồi, và mình gõ không kịp, và kể cả mình gõ kịp thì mình cũng không gõ kịp cái câu sau, nên là mình biết là mình toang cái phần đấy rồi. Và cái sai lầm thứ hai của mình đấy là mình làm việc với bên Mỹ khá là nhiều, và mình đã làm quen với cái hệ thống zip code của họ cũng có 5 số hoặc 9 số rồi. Thế nên là trong bài thi khi mà họ bắt đầu đọc cái zip code thì mình cũng mặc định là thế thì mình sẽ nhìn vào bàn phím số và mình sẽ gõ các số ra, cho đến khi mình bắt đầu nghe thấy họ đọc các cái chữ ra thì mình biết là ôi lại toang rồi. Lý do là bởi vì IELTS là kỳ thi của Anh và Úc, thế nên là thường các cái tên địa lý, địa danh hay là zip code hay là số điện thoại hay là kể cả biển số xe thì họ cũng sẽ dùng theo cái hệ của Anh và Úc, và ở đấy thì họ có cả chữ số trong zip code cũng như là trong biển số xe. Sau đó thì mình stress cực kỳ luôn, bởi vì 8.0 overall đồng nghĩa với việc là điểm reading và listening của bạn chắc chắn phải cao, mà trong khi đấy vừa mới khởi đầu mình đã sai ngay 2 đến 3 câu rồi. Cũng may là cuối cùng mình vẫn cố gắng vượt qua được, và điểm listening của mình là 8.5 và overall là 8.0, nhưng mình không thể phủ nhận được là cái áp lực khi mà bạn chẳng may làm sai 2 đến 3 câu đầu tiên nó lớn như thế nào, và cái này nó làm mình nhớ đời luôn. Thì lần sau các bạn đi thi IELTS, các bạn hãy để ý phần này và đừng chủ quan như mình nhé.